đoán được bây giờ mấy giờ không? Bây giờ mới có 6 giờ sáng mọi người ạ. Và hôm nay là ngày mà Hà Nội của chúng ta trở rét mọi người ạ. Mọi người thấy là 6 giờ sáng mà trời vẫn tối này. Mình sẽ cùng với chiếc xe của mình sáng nay thì sẽ có một chuyến đi dạo quanh thành phố vào sáng sớm. Chúng mình sẽ đi Hồ Gươm này, đi Lăng Bác này, sau đó sẽ đi ra Hồ Tây. Và mọi người cùng theo chân mình nhé, mọi người nhé. Kết thúc hành trình sáng nay của chúng ta. Mình đã dẫn đi mọi người đi tham quan một số những cái địa điểm rất là đẹp vào buổi sáng của Hà Nội. Nhiều bạn bảo em đi suốt rồi, anh dẫn đi làm gì? Vì mình thích thì mọi người ạ. Mình muốn chơi thích mọi người được không? Được không mọi người? Không được thì thôi. Thế thôi, hết video rồi. Nếu các bạn muốn mình làm gì, các bạn muốn thử thách gì, nhớ là đừng đốt xe nhá. Đốt xe rồi nói gì mà đi. Hãy comment bên dưới bất cứ thử thách gì, trừ thách đỗ xe mọi người nhé. Ok.